Messi vẫn kiếm tiền đều đặn cho Barca. Theo thỏa thuận với Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, FIFA có trách nhiệm bồi thường cho các câu lạc bộ cho mỗi ngày cầu thủ tham gia World Cup. Thời gian tham gia được tính từ vòng loại đến hết vòng chung kết. Messi tham gia vòng loại từ tháng 10 năm 2020. Điều này cho phép Barca vẫn được hưởng một phần tiền bồi thường từ FIFA. Dù chia tay cựu đội trưởng từ tháng 8 năm 2021, theo tờ Mundo Deportivo, số tiền Barca nhận được mỗi ngày từ việc Messi dự World Cup 2022 là khoảng 3.400 USD. Bên cạnh Messi, Barca còn nhận được các khoản bồi thường khác do có 14 cầu thủ thuộc biên chế thi đấu tại vòng chung kết. Tổng số tiền lên tới 4,146 triệu USD, giúp họ đứng thứ tư trong danh sách những câu lạc bộ được bồi thường nhiều nhất. Barca có hai cầu thủ đang chuẩn bị chơi trận chung kết là Jules Koundé và Ousmane Dembélé của Pháp. Tuyển Argentina của Messi hiện đang chuẩn bị chơi trận chung kết ngày 18 tháng 12 gặp Pháp. Tiền đạo 35 tuổi đang dẫn đầu cuộc đua vừa phá lưới với 5 bàn và 3 đường kiến tạo.